Em đi với anh nhé. Em vừa được đi chơi, vừa ký được hợp đồng, mà anh lại còn trích phần trăm cho em nữa. Quá tuyệt vời đúng không? Nào, nâng ly lên. Cầm ly. Uống với anh. Nào. Uống nào. Cậu, hai người định ký hợp đồng sau lưng tôi đấy à? Cậu làm cái gì đấy? Bỏ tôi ra! Bỏ ra! Cậu làm cái gì đấy? Tại sao chị lại tự tiện đi gặp hắn? Nếu mà tôi không tới kịp, có phải hắn sàm sỡ được không? Tôi không phải loại người dễ để người khác sàm sỡ. Thế hai người làm gì ở trong phòng đấy? Tôi gọi thì không chịu nghe. Cậu chỉ giỏi phá hỏng việc. Nếu như cậu không tự tiện lao vào thì có lẽ tôi đã ký được hợp đồng rồi. Tôi làm hỏng việc? Chị gọi đó là việc ấy hả? Hóa ra từ trước tới nay chị đều làm việc điều đó à? Tưởng giỏi giang thế nào, thì ra cũng là cái loại bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, kể cả việc lên giường với đối tác. Đúng là bà điên. Thế rồi, rõ ràng là mình vừa cứu, không cảm ơn được thôi. Cháu dọn đồ làm gì đấy? Cháu xin nghỉ việc từ mai chú ạ. Hả? Lý do? Chú không nghĩ là có ngày chú lại được nghe thông tin này. Cháu, có phải cháu và Gia An đã đến lúc cháu phải quay trở lại Nga với gia đình rồi chú ạ? Cháu xin lỗi vì đúng lúc công ty đang gặp khó khăn thế này. Nhưng mà Gia An có chú ở bên cạnh, có cả Chí trợ lý nữa, nên cháu nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ. Tao chưa bao giờ bị ai tát, kể cả bà. Thế mà cô ta dám. Cái gì? Đại thiếu gia bị tát á? To chuyện đấy. Cô ta lúc nào cũng tỏ ra mình là một người có năng lực, thế mà lại đi bán thân để đạt được mục đích. Trước mặt bà ta thì tỏ ra đứng đắn, chính chuyên, thế mà sự thật đằng sau. Tao bắt đầu hiểu câu chuyện của mày rồi đấy. Mà này, tao là tao đang thắc mắc, tại sao mày lại bận tâm đến chị Phương nhiều như thế? Sao? Trả lời đi. Hay là... ghét? Đơn giản là tao ghét. Thế thôi. Mày nghĩ vớ vẩn gì á? Mà tao còn giữ chị ta đến giờ này ở công ty là vì bà thôi đấy. Cho cốc nước. Phương, ngoài trời gió lắm đấy, sao lại đứng đây? Vào nhà đi. Cháu chỉ cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Quyết định nghỉ việc nhưng lại thấy nặng nề hơn bác ạ. Tôi thấy cô xin nghỉ là dại đấy. Cây ngay sao phải sợ chết đứng. Mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, cái chính ý là mình không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình là được. Nhưng mà cháu không thể chịu đựng được cái cảm giác suốt ngày bị cậu ta mỉa mai. Mồm liền tai, kệ đi. Trừ khi cậu đó khiến cô phải bận tâm. Vâng, cháu đang rất bận tâm, bởi vì cậu ta quá ngang ngược phách lối. Cậu ta còn đánh đồng cháu với mấy cô bạn suốt ngày vây quanh nịnh hót và chờ cậu ta cho tiền đấy ạ. Đúng là não phẳng.
lâu quá rồi không gặp nhỉ. Cháu của bà đẹp trai phong độ đấy. Cháu trai của bà khác xưa rồi. Đây là chị Phương, trợ lý của bà. Tôi làm mọi việc theo yêu cầu của giám đốc giao phó. Tốt nhất hãy tự làm tốt công việc của mình đi. Này, chị có tư cách gì mà chị nói ra ở tôi đấy, hả? Nó là đứa thông minh, nhưng nó sống quá bản năng. Vậy chị vẫn quyết định để cho Gia An làm giám đốc? Tiếp tục sự nghiệp, đấy là bổn phận và trách nhiệm của cháu. Cháu xin lỗi, cháu có công việc của mình, chứ không phải công việc của bà nhét vào tay cháu. Và bà có nghĩ rằng việc bà đối xử với cháu nó độc đoán, độc tài thế nào không ạ? Bà không thương lượng, bà chỉ thông báo thôi. Sao chuyện gì chị cũng về ton hót với bà tôi thế nhỉ? Cháu không thể chịu đựng được cái cảm giác suốt ngày bị cậu ta mỉa mai. Tôi thì chán nhìn cái bản mặt của chị rồi. Cháu có biết vì sự ích kỷ của cháu mà cháu biến bao nhiêu người không liên quan thành trò cười không? Cũng vì bà cứ dồn ép cháu. Bà mất tích rồi. Chị ta chỉ là trà xanh thôi. Anh rồi ôi. Ôi, ông không nhìn à? Nhìn cái gì? Mặt bà cái song song nhìn trời.